Ơi, xin chào tất cả các anh em, chúng ta tiếp nha, tiếp vlog nha. Thì em copy một bài viết của bên Thế Giới Động hướng dẫn cái này nè, và em xem lại thì em thấy nó cái phần nó thừa, các anh em thấy không? Chữ viết nó thừa, nó thừa ra ngoài cái khung nè. Thành ra mình làm sao mình chèn cho nó lọt lọt vô cái khung này luôn nha. Nhưng mà cái khuyết điểm ở đây á, khi mà em chèn rộng cái khung ra là nó lọt vô được, thì cái bảng bên đây của em, cái bảng bên đây của em nó chạy xuống dưới nè. Đây, đây, cái bảng này nó chạy xuống dưới, có nghĩa là tổng cái chu vi, cái chiều dài của từ bên đây qua tới bên này là nó không đủ cái độ mà chứa của cái định dạng ban đầu, thành ra là nó sẽ bị lệch. Bây giờ trước mắt là em làm cho cái khung rộng ra ha, thì cách em hướng dẫn video trước rồi, thì chúng ta dùng cái F cấp tool nha, FS cấp tool để chúng ta đo cái chiều ngang của cái web. Thì em đo như sau. Thì đấy, em lấy cái này em đo nè, em coi trước mắt em đo cái khung này ở đây nè, để em chỉnh cái này cho nó rộng ra, đúng không? Em chỉnh cho cái này rộng ra thì tất nhiên em phải đo ngay chỗ này, đo cái khung này đó là 700 các anh em mình nha, nó là 700. Cái chiều cao chúng ta không quan trọng, chúng ta quan trọng chiều ngang nè ha. Rồi bây giờ chúng ta tìm cái chiều ngang 700 đó, tìm chiều ngang 700 nè, coi nó nằm ở đâu. Các anh em có thể để chữ BS, còn không thì chúng ta không để thì nó sẽ chính xác hơn nha. Thì em ví dụ đây là ngay luôn nè, là ngay cái 12 hay cái phần này là menu của nó nè. Rồi 700, bây giờ em ví dụ cho lên bao nhiêu, cho lên bao nhiêu phần, bao nhiêu đây á, thì các anh em có thể đo ha, đo cái chiều ngang thử coi bao nhiêu. Em lên cho 780 thử nha, 780 rồi, ok em sao nè. Rồi chúng ta fix lại cái nha, fix lại cái coi nó ok chưa, coi cái chữ này nó lọt lòng vô cái khung này không nha. Rồi em fix lại nè, đây các anh em thấy không, ok nha, cái phần này là ok ha. Rồi tiếp đó là như thế nào? Tiếp đó cái phần này nó lọt lòng vô rồi, nhưng mà thực chất á là nó không có chạy lên được cái ông ở dưới này, không có chạy cái ông dưới này lên được. Đây cái ông này nè, ông đang nằm dưới của nguyên cái bảng này nè, cái này là phần dưới cùng luôn nè, mà cái này nó nằm lại nằm dưới chót luôn nè, nó không có lên trên được. Thành ra là em phải kéo cái nguyên tổng cái chiều rộng, chiều ngang của cái trang web á, em kéo bằng tổng hai bên cộng lại. Rồi để biết cái khung này á nó tổng chiều dài nó bao nhiêu, thì bây giờ em tiến hành em máy nha, em tiến hành em tìm cái số hồi nãy đi, nay 780 đúng không? Rồi bây giờ em cho nó về 660 lại nè, cho nó trở về ban đầu nè, để em đo cái tổng cái chiều ngang nha, em đo tổng chiều ngang để coi nó bao nhiêu. Rồi ok em viết một cái nè, cho nó chạy cái cột lên nha, đó cho cái cột nó chạy lên trên nha. Đấy, đấy, đây cái cột nó chạy lên được rồi, thì bắt đầu em đo tổng chiều ngang nè, đó em đo tổng chiều ngang nha. Rồi em lấy từ đây qua đây 950, tầm 950 948 gì đó ha. Rồi nói chung trong khoảng đó chúng ta canh lệch hai ba số gì đó. Bây giờ em tìm thử nè, 950 thử đi ha, 950. Rồi em copy cái số này x về tìm thử coi có không, không không có 950, thử 948 nè, 48 948 không có, 952 rồi, 52 không có, 54 rồi, 56, 58, 60 chắc là có, 60 không có hả, 62, 64, 66, 66 có nhưng mà không phải, này là 9.000 mấy các anh em nha, không phải nha. Rồi bắt đầu lại nè, kéo lên trên lại tìm nè, 66, 9, 68, 970 thì chắc có rồi. Đây 970, vậy là chắc nó khoảng 970 thì đó. Thì khi mà các anh em thấy con số 970 nè, chúng ta cứ tăng lên nha, tăng tăng lên, tăng lên, khi nào mà cái độ dài đó ok là để đúng con số đó nha. Này chúng ta gà mờ, chúng ta mò thôi nha. Rồi 70
70 một số à. Rồi, à 970 rồi, bây giờ em tăng lên thử 1080 đi ha. 970 1080 nó lên đóng nhiêu ta? 1080 1 1080. Rồi, em cứ thử đi nha. 1080 đi ha. 970 976 nè, có thể là lên tăng mấy cái 976 lên luôn nè. Rồi, chưa, em tìm thêm cái là 660 lại nãy nè, em tăng lên nè. Đấy, cái 660 này nãy là em tăng lên 780 nè nha. 780 nè, ok. Rồi bây giờ sale. Đấy, sale lại coi cái phần cái chữ nó lọt lòng nhưng mà cái bảng bên này nó chạy lên chưa nha. Rồi em khởi động lên cái coi. Nó chạy lên là ok, còn nó chưa chạy lên nó là em phải chỉnh tiếp nha. Nó chưa chạy lên là em phải chỉnh tiếp. Đấy, em phải chỉnh tiếp cái chiều dài của 976, 976 chứ không phải là 9 9 mấy mươi nãy rồi. Rồi em chỉnh lại thêm nha. Rồi em tìm ra rồi các anh em nha, các anh em nhìn thấy nha, cái bảng này vẫn nằm ở dưới nha. Đấy, nằm dưới đây ha. Rồi bây giờ em bắt đầu em tiến hành em chỉnh nè. Rồi, em chỉnh hai cái 1080 hồi nãy nè, hồi nãy là bên trái em chỉnh 1080 rồi, cái này em chỉnh 1080 nữa, rồi thêm cái này 1080 nữa thì nó mới đủ cái anh em mình nha. 1080. Rồi bây giờ em chỉnh hai cái trước coi. Hai cái trước này là 960 rồi, rồi nó ai nãy là 976 chứ, 976 nè. Cho này 976 luôn đi, 976 nè. Rồi ok, rồi nó lên không các anh em mình nha. Vậy là có 1080 một cái thôi nha. Để chúng ta tìm, khi mà tìm chính xác cái nào rồi chúng ta thay đổi cái đó luôn, coi cho nó chính xác là nó thay đổi. Đấy, các anh em thấy không? Nó chạy lên rồi nè. Vậy là ok thấy chưa? Còn cái này muốn ở đây, cái phần ở đây nó rộng hơn ha, để cho nhìn ở đây nó đẹp nè. Nè lúc đầu em chỉnh nó ốm nhôm nè thấy chưa, bây giờ em fix lại chạy lại nè, nó sát lại nè, cái anh em nhìn nó sát lại nè thấy chưa, nó sát quá nhìn nó không có thẩm mỹ cho lắm. Thì các anh em chỉnh cái 1080 hồi nãy thì chúng ta chỉnh thêm cho nó ha, chỉnh cho nó rộng ra, hoặc là chúng ta chỉnh cái mà cái phần văn bản bên này nè, hồi nãy thì em cũng chỉnh từ đầu rồi đó, là cho nó là 780 thôi anh ta. Đây 780 này nè, ví dụ chúng ta chỉnh lại giảm 20 760. 760 thì không được, 760 thì chữ nó không lọt. Thì thành ra chúng ta phải thu cái này lại, thu cái bảng này lại, thu cái bảng đó lại là nó là cái phần 260 nè. Thì chúng ta giảm lại 20 chẳng hạn, 240 là ok luôn ha. Đấy, thì chúng ta nên test nha, có những cái trang web đó người ta hỗ trợ là trên điện thoại là chúng ta nhìn khác và trên máy tính là chúng ta nhìn khác nha, thành ra các anh em phải test trên cái điện thoại nữa, nhìn nó ok thì chúng ta hãy lấy cái chỉ số đó, còn không chúng ta phải chỉnh lại cái anh em mình nha. Rồi ok, hy vọng là qua cái video này thì cũng với cái kinh nghiệm căn bản thôi, các anh em cứ chụp cái độ dài độ rộng này kia đó thì chúng ta cứ chỉnh cân đối làm sao cho nó ok được là được ha. Còn cái bảng này nè là em viết văn bản và cái HTML á, thì các anh em cứ vô chúng ta viết cái văn bản bình thường thôi nha, em viết cái văn bản bình thường thôi nè là em chỉnh được. Rồi em vô phần bố cục ha, em tìm cái code đó nha. Nó nằm trên lóc đây, bài đăng nổi bật, trên cái bài đăng nổi bật nè. Rồi xong,
cái em qua cái phần bài viết nha. Vô bài đăng mới các anh em không cần viết gì hết, cái chúng ta không cần sale lại ha. Chúng ta lấy code HTML thì chúng ta dán qua code HTML nha. Rồi chúng ta chuyển qua chế độ soạn thư rồi chúng ta sẽ thấy đấy. Thì em cứ viết bình thường, cái văn bản bình thường, em chèn link này kia bình thường thôi. Thì sau khi xong hết rồi các anh em chuyển qua chế HTML nè, chúng ta copy cái này ha. Copy cái này xong thì chúng ta bắt đầu chúng ta ấy thôi, chúng ta tạo tạo vô cái bố cục. Đấy, vô bố cục và chúng ta tạo cái file HTML. Đây thêm tiện ích đây, thêm HTML rồi chúng ta dán code vô đây. Rồi chúng ta muốn đặt tiêu đề, đặt còn không thì khỏi đặt, thì nó sẽ ra giống như em ha, ra giống như em này là không có đặt tiêu đề, nó là nó ra y chang cái này luôn đó. Đó, vậy thôi các anh em mình nha. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi video nha.